여러분, 안녕하세요. 마이 펑입니다. Xin chào các bạn, tôi là Mai Phan. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đối với dạng câu 49 và 50 trong bộ đề điểm thi đầu vào chương trình hội nhập xã hội. Đối với dạng câu 49-50 này thì chúng ta thường sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất đó là một dạng đoạn hội thoại. Dạng thứ hai đó là một cái đoạn văn ngắn. Tương đối không khó lắm như các bạn nghĩ đâu. Thì cách để chúng ta có thể giải và điền được cái đáp án đúng chính xác đó là như thế nào? Trước nhất, chúng ta hãy nhìn vào nội dung câu hỏi của chúng ta. Thứ nhất, người ta bảo là dạ, 탐은 있고, tức là muốn điền được cái phần này. Sau đó thì các bạn phải làm gì? Phải đọc. Phải đọc cái đoạn văn. Các bạn đọc đoạn văn, các bạn phải hiểu cái mạch văn nó nói về cái gì. Nhá. Thứ nhất là các bạn phải bắt được cái dạ, cái mạch lạc của cái đoạn văn. Đấy, mạch lạc của cái đoạn văn này. Thứ hai, khi bắt được mạch lạc của đoạn văn rồi thì các bạn phải tóm tắt được cái nội dung chính. Nhá. Nội dung chính và cái tình huống này gọi là tình huống giai thoại. Đó, tình huống giai thoại. Đó. Giai thoại ở đây nó là đoạn hội thoại theo giữa hai người có cái vai trò, cái vị trí như thế nào, bạn bè hay là mẹ với con, hay là thầy giáo giáo viên với học viên vân vân, hoặc là giám đốc với nhân viên. Dạng thứ hai là một cái đoạn bài viết. So với cái đoạn hội thoại thì cái đoạn bài viết này tương đối, đối với các bạn thì các bạn nghĩ là khó, nhưng đối với Mai Phan thì nó sẽ dễ hơn cái đoạn hội thoại. Bởi vì đoạn hội thoại chúng ta cần phải phân tích nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là lời thoại nè, giai thoại nè, tình huống của cuộc hội thoại nè, vai trò giữa hai người nói chuyện với nhau trong hội thoại và vị trí của họ như thế nào. Đó. Nhưng mà đối với đoạn văn này á, thì thật ra đây là những đoạn nó có liên quan đến những cái kiến thức thường trực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và khi chúng ta đọc lên, chúng ta thấy mình đang hòa nhập vào những cái tình huống như vậy, và chúng ta sẽ bắt kịp cái mạch văn rất là một cách rất là dễ dàng. Đấy. Và cái cách thức của một cái kinh như thế này nè, thường nó sẽ giống với cái câu 52 sư ki của đề topic của chúng ta. Bạn nào có thi topic 2 rồi thì các bạn sẽ biết được nó sẽ giống hệt như vậy. Đó. Và hôm nay, trong video ngày hôm nay thì Mai Phan sẽ giới thiệu trước dạng thứ nhất đó là dạng gì? Thế hoa, đó là dạng hồi thổi. Và video tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp một cái dạng, đó là dạng một cái kinh, một cái đoạn văn, để cho các bạn có thể nắm gọn hơn. Và tổng hợp trong lý bài tập này của chúng ta thì nó sẽ có rất là nhiều câu, và những phần đó thì các bạn đang học sẽ được thực hành, sẽ được giải đáp một cách là chính xác hơn. Đấy. Còn video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái nhìn chung, một cái nhìn tổng quát về cái quá trình chúng ta giải cái dạng câu này như thế nào. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung thứ nhất, đó là dạng câu hội thoại. Đối với phần hội thoại ngày hôm nay thì chúng ta thấy đây là dạ minxi, minxi. À, minxi thì đây là dạ nghe thấy nhẹ nhàng đúng không? Đấy, chứ nó không phải là chức vụ, mà cũng không phải là cách nói chuyện giữa mẹ và con. Cho nên chúng ta thấy đây là cái cuộc nói chuyện có thể là hai người có cùng vai cặp với nhau. Đấy. 올해 꼭 이루고 싶은 일이 있어요. 꼭 이루. 이루다. 네. 특힌. 야, 특힌. Rồi, 꼭 nhất định. 네. 올해. 올해 năm nay. Năm nay á thì mình, đấy, mình có cái việc gì? Đấy. 하고 싶은 일. Này khác hơn là chúng ta có thể hiểu cái từ 이루 này giống như cái từ 하다 vậy đó. 하다. 하고 싶은 일. Có cái việc gì mình muốn làm hay không? Nhưng mà nó sự khác biệt giữa nhau, hai cái từ 이루다 là mình thực hiện. Mình thực hiện khi nào? Khi có gì? Cái mình đã lập một cái kế hoạch rồi. Khi mình đó có một cái kế hoạch rồi, dựa vào đó thì chúng ta mới thực hiện được. Cho nên từ này có nghĩa là thực hiện. Còn 하고 싶은 일 là cái việc mình muốn làm. Muốn làm. Đây. Thì lúc này Min mới trả lời bạn Na rằng 얼마 전에, không lâu trước đây. 얼마 전에, không lâu trước đây, tức là trong cái kế hoạch trước đây của mình thì
Hàn Quốc có nên nhọc xeo mê. Thủ trưởng hết sợi ồ. Tôi đã. Thủ trưởng hả ta? Là chúng ta là thử thách. Thử thách này. Khi nào thì chúng ta dùng cái thử thách này? Có nghĩa là khi có một cái việc gì đó mà chúng ta cảm thấy rằng nó không dễ. Là một cái việc không dễ. Xuân ý đi à nigo. Tức là ó. Gió. Ui. Yên. Đấy. Orwin nó sẽ bằng với gì? She ul il đi anida anida đấy. Đây mà không phải là một cái việc dễ dàng, là một việc khó. Và mình muốn thực hiện cái điều đó thì chúng ta sẽ dùng cái từ thủ chân ta. Thủ chân hết giờ tôi đã thử ha. Tôi đã thử thách bản thân mình tham gia cái kỳ thi siêu âm năng lực nâng nhọt nâng nhọt Hàn Quốc có tiếng Hàn. Hiếm tư cái chuẩn bị hết tên siêu mì ra. Vì đó là đây là cái cấu trúc dạng. Đây là danh từ kết hợp với y ra. Thật ra nó chính là y ra so đấy. Y ra so. Vì là cái danh từ này vì là cái danh từ này. Vì là cái kỳ thi mà Tôi như thế nào đã từng. Chúng ta đây có cấu trúc là ót áp. Ót áp tôn cộng với một danh từ. Đây là cấu trúc của một cái cụm định ngữ với danh từ được dùng ở thì quá khứ hồi tưởng. Chúng ta dùng cái cấu trúc định ngữ với cụm danh từ này nhằm mục đích để nhắc đến cái konwa, cái kết quả mà mình đã thực hiện trong cái động từ này. Nhắc đến cái việc là đã từng chuẩn bị một cách là quắc quả. Thì đây là cái cấu trúc gồm có động từ cộng với kê cộng với tính từ và thằng tính từ cộng với kê xem như là trạng từ thực hiện cái động từ này một cách là vất quả một cách là nhân tính từ. Vì đó là kỳ thi mà tôi đã từng chuẩn bị một cách vất vả cho nên nhất định là phải làm gì đó. Và các bạn, nếu như bạn nào đã từng quen với những cái cách mà chúng ta thực hiện cái cuộc hội thoại này rồi ấy, thì các bạn ngay lập tức các bạn sẽ có đáp án ngay. Còn nếu như bạn nào chưa quen thì các bạn hãy đọc tiếp, đừng vội. Bởi vì từ vựng và cái đáp án nó nằm ngay ở bên dưới, hoặc là phía trước hoặc là phía sau của cái đầu hội thoại của chúng ta. Rồi chúng ta đọc tiếp nhé. Mình xin nên 누구보다 열심히 공부했으니까 반드시 합격할 수 있을 거예요. Có chứ? Có từ vựng rồi đó. Ở đây, 곧 반드시 nhất định là sẽ 합격할 수 있을 거예요. Chắc có lẽ là sẽ có thể đậu thôi. Nhất định là chắc có lẽ là sẽ đậu thôi. Đấy. Chúng ta ngay có cái từ khóa của chúng ta là 합격하다. Đúng không? Thi mà chuẩn bị một cách thoát quả thì phải đậu thôi. Nhất định là đậu thôi. Được chưa? Phải nhất định là sẽ đậu thôi. Tuy nhiên, thi chưa? Mới có chuẩn bị thôi à? Mới chuẩn bị thôi. Bởi vì năm nay là cái việc mình muốn thực hiện. 하고 싶은 일, 이루 하고 싶은 일. Đấy. Cho nên, chị nói là mình chuẩn bị thôi. Đấy. Và người ca này nè, thấy Minh này nè. Vì cậu là cái người á là học hành chăm chỉ hơn bất kỳ ai, nugu boda, cho nên tôi dự đoán rằng nhất định là cậu có thể đậu thôi. Đây là cái cấu trúc dự đoán của chúng ta. Chắc có lẽ là có thể, chắc có lẽ là như thế nào đó. Động từ cộng ir ngữ su itsu kokshida. Và chúng ta chia yo sẽ là is koyo. Còn nếu như chia biểu sum nida sẽ là is gom nida. Gom nida của chúng ta. Vậy, bây giờ cái việc quan trọng của các bạn là các bạn đặt vào đây. Rồi các bạn chia cái gì? Ở đây, Mẹ Phan muốn nhắc lại cho các bạn rằng việc này đã thực hiện chưa? Chưa, nó là một cái kế hoạch. Và ngày hôm nay, hai người này nói chuyện trong tình huống này là nhắc đến cái kết quả của cái việc gì? Thực hiện cái việc chuẩn bị của kỳ thi. Và mình muốn thử thách, mình đã muốn kỳ thi thách. Đấy. Và người này dự đoán, hợp các khai sĩ sư cây ở đây là thì tương lai, mire si chê. Mire si chê. Chính vì vậy,
Chúng ta đã bắt nhịp được cái đoạn hội thoại rồi, chúng ta đã biết được tình huống đây là hai người đang nói chuyện với nhau về cái việc là mình muốn thực hiện một cái thử thách nào đó trong kế hoạch của năm nay. Và người này đã có kế hoạch và đã có chuẩn bị rồi, nhưng mà cái việc chuẩn bị đến cái kỳ thi này á thì chưa có thi, nhưng chỉ mong muốn rằng do mình gì, vì mình đã vất vả vì cái kỳ thi này quá rồi, mình đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng, quá vất vả rồi, cho nên mình hy vọng rằng, đúng không, hy vọng rằng, mình mong mỏi rằng, và mình phải đặt một cái kỳ vọng là nhất định. Cho nên nhất định là phải như thế nào đó. Vậy thì chúng ta phải nhớ được cái cấu trúc của nhóm ngữ pháp hy măng của chúng ta. Hy măng của chúng ta đấy, thường là các bạn học là lúc nào cũng nói là gì, phải học nhóm ngữ pháp là theo nhóm ha, môn bọc thì chúng ta mới biết được chính xác hy măng môn bọc của chúng ta. Ao ước một cái điều gì đó không có thật trong hiện tại nhưng nó có thể xảy ra trong tương lai. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc gì ạ? Đúng rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc đó là ot at sim nhân chụp kịch tà, đúng không? Không, nếu như chúng ta dùng ot at sim nhân chụp kịch tà là một cái việc đó không có thật trong hiện tại, tức là nó không xảy ra trong quá khứ. Chúng ta sẽ phân ra hai cái nhé. Một cái động từ cùng ot at sim nhân chụp kịch tà là một cái việc á mình ao ước không có thật trong hiện tại, tức là nó chưa từng xảy ra trong quá khứ. Còn nếu như một việc mà chúng ta ao ước mà nó chưa xảy ra trong hiện tại, không có thật trong hiện tại nhưng nó có thể xảy ra trong tương lai, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc đó là gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc đó là động từ cộng với nhân. Chúng ta sử dụng động từ cộng với nhân và đằng sau cũng là chukita. Vậy thì chúng ta đem lên đây, chúng ta chia vào đó. Chúng ta lấy động từ học cho kata đưa vào. Động từ học cho kata thì nó không có bắt chim, thì chúng ta sẽ nói là gì? Học rồi, chủ kết sumita được không ạ? Không, bởi vì đuôi câu của chúng ta hiện tại đó là aoyu, thì chúng ta đã chụp kết sai rồi. Đấy, dĩ nhiên là chukasunita không có nghĩa là sai nhá, không có nghĩa là sai, nhưng phải theo cái dạ, cái gì, cái tình huống của các cái lời thoại trong đó, người ta gọi là cái mạch văn, hoặc là cái tình huống, cái vai trò của những người tham gia vào cuộc hội thoại, để chúng ta xác định rằng là chúng ta sử dụng kính ngữ hay không kính ngữ, mẫu câu thân mật không kính ngữ như thế nào đó, tùy vào cái lối văn mà người ta đang hành văn. Vậy tóm lại, đối với dạng hội thoại nó có nhiều cái phức tạp. Thứ nhất là chúng ta phải quan tâm đến gì, cái gì, cái tình huống. Việc thứ nhất là chúng ta phải thêm cái tình huống của hội thoại. Chúng ta xem tình huống này là ai, hả, ai nói chuyện với ai, để chúng ta xác định là có dùng kính ngữ hay không, hả, có dùng kính ngữ hay không. Đấy, cái thứ hai chúng ta cần xác định nữa đó là cái shige thi thể, nhá, cái thi thể của cái đoạn văn đấy. Và thứ ba là chúng ta phải biết được cái giờ, cái nội dung, nhá, nội dung của cái gì, cái đoạn hội thoại này nó nói về cái gì, và lúc đó chúng ta sẽ xác định được cái gì, cái mẫu câu. Thường mẫu câu thì chúng ta sẽ không viết nguyên mẫu đâu, mà chúng ta sẽ tìm những cái gì, cái keyword người ta cho sẵn gợi ý ở trong bài, ở phía trước hoặc là phía sau. Những cái keyword này thì nó gồm, thứ nhất có thể là trạng từ, hoặc là cái đuôi câu, hoặc là trạng từ của chúng ta là khốt nè, fantasy nè, được chưa? Rồi, hoặc là động từ nhé, động từ thì nó có thể xuất hiện ở đầu hoặc là phía sau, giống như từ hợp dọc hà tà. Được chưa? Rồi, và qua cái nội dung đó thì chúng ta sẽ xác định được là chúng ta sẽ dùng cái môn bọc nào, hay là gọi là cái pion nào, cái biểu hiện á, pion nào, đấy, dùng cái biểu hiện nào, vân vân. Và cuối cùng chúng ta sẽ xác định là chia cái gì, oman, hay còn gọi là đuôi câu. Chúng ta xác định là chúng ta sẽ chia
cái đuôi câu như thế nào. Đó. Vậy ba điều quan trọng và chúng ta cần nhớ. Đôi khi sẽ có những cái điều khác nữa, nhưng mà tùy vào tình huống thì Mai Phan sẽ nhắc lại cho các bạn sau nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng video lại đây. Trong video tiếp theo chúng ta sẽ sang dạng câu là một cái động văn và cách giải như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và tham gia lớp học cùng với Mai Phan. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.